Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế điều chỉnh thủ tục cách ly F0 tại nhà, giảm tải y tế cơ sở. Thưa quý vị, do F0 ở Hà Nội tăng cao, Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà, tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư, cung cấp bảo đảm túi thuốc gói C, thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị, đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện thông báo số 677 của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bảo đảm cơ số thuốc, điều kiện vật chất, nguồn nhân lực, quản lý chặt F0, tổ chức tốt các tổ hỗ trợ theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà, theo dõi các ca F0 chuyển tầng, tử vong Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường tập huấn, hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý và chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Hướng dẫn người dân căn cứ dịch tễ, sức khỏe để thực hiện xét nghiệm bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí. Cùng với đó, tăng cường điều phối, bố trí, phân luồng, hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để tránh bị quá tải và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bao gồm lực lượng y tế tư nhân, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, sinh viên, nhất là huy động sự hỗ trợ của cộng đồng tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng. Sở Y tế cũng có trách nhiệm thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nâng cao năng lực điều trị tại các tầng, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong, phối hợp các đơn vị của Trung ương để thực hiện giải trình tự gen các ca dương tính cho cộng đồng để xác định chủng virus lưu hành trên địa bàn nhằm có phương án phòng chống dịch kịp thời. Sở Y tế tiếp tục giả soát kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà, tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư, cung cấp bảo đảm túi thuốc gói C, thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi bổ sung, mũi nhắc lại, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm bao phủ một cách nhanh nhất mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn. Sở cũng phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý, kiểm soát việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, ngăn chặn kịp thời đầu cơ trang thiết bị y tế, thuốc điều trị phòng chống dịch COVID-19, thực hiện công khai minh bạch cơ chế chính sách thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục ra soát để có chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng chống dịch, các đối tượng tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, thực hiện công khai, minh bạch, chi trả kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng các địa phương tiếp tục chỉ đạo giả soát, đôn đốc thiết lập lại và phát huy vai trò bảo đảm hoạt động hiệu quả thực chất của các tổ covid-19 cộng đồng, tổ chăm sóc người nhiễm covid-19 tại cộng đồng tại địa phương, đặc biệt hỗ trợ f0 triệu chứng nhẹ, không triệu chứng điều trị tại nhà. Các sở, ban ngành được giao nghiên cứu, xây dựng phương án thích ứng an toàn, linh hoạt khi phát hiện các ca covid-19 trong cộng đồng tại cơ quan, công sở, dịch vụ, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoạt động của các di tích lịch sử văn hóa. Hậu Giang, số ca mắc Covid-19 là giáo viên, học sinh tăng nhanh. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 phát hiện mới có dấu hiệu tăng nhanh, nhất là trong giáo viên, học sinh khi dạy và học trực tiếp trở lại. Ông Đồng Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành công văn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau thời gian thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh của tỉnh cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc cho cộng đồng có tăng nhưng không phát sinh đột biến. Đặc biệt, số ca chuyển nặng và tử vong giảm nhiều so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện mới có dấu hiệu tăng nhanh, nhất là trong giáo viên, học sinh khi dạy và học trực tiếp trở lại. Mặt khác, đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là trong nhân dân và một bộ phận công chức, viên chức, người lao động. Cạnh đó, việc quản lý thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà chưa tuân thủ đúng quy định. Theo dự báo, diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, khó lường với biến chủng Omicron và tình hình dịch bệnh đang tăng nhanh ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước tình hình đó, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu Sở Y tế tỉnh tiếp tục quan tâm công tác điều trị toàn diện, phân tầng điều trị. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là giảm tối đa các trường hợp tử vong, cung ứng và bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ, đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị, tăng cường giám sát việc tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà, không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, cấp phát thuốc điều trị. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cập nhật, bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, đồn đốc về thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường và thực hiện mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả. Công văn nêu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu Sở Y tế tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi khi được Bộ Y tế cấp vaccine. Tăng cường kiểm tra phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, bến xe. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cạnh đó, hướng dẫn gia đình, người thân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong trường hợp bị nhiễm COVID-19 nghiêm túc chấp hành cách ly, điều trị theo hướng dẫn của ngành y tế và các biện pháp quản lý, giám sát của chính quyền địa phương. Thống kê từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 3 năm 2022 Hậu Giang đã ghi nhận 29.782 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 28.429 ca, có 283 trường hợp tử vong. Hiện đang cách ly điều trị 1.068 ca, trong đó tầng 1 là 967 ca, có 838 ca điều trị tại nhà, tầng 2 là 80 ca, có 32 ca viêm đường hô hấp trên cấp tính và tầng 3 là 21 ca. Mỹ từng bước dỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ gần đây đã công bố hướng dẫn mới về phòng dịch COVID-19. Theo đó, chuyển sang theo dõi số ca nhập viện thay vì số ca mắc mới để đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, số ca mắc mới COVID-19 do biến thể Omicron đang giảm dần. Trong khi các bang và thành phố ở nước này từng bước dỡ bỏ các quy định phòng dịch, cùng với sự thay đổi chiến lược phòng chống dịch, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ qua ở Mỹ chỉ ở mức 8.904 ca, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên mức 80.940.028 ca. Theo trang thống kê trực tuyến worldmaster.info, CDC Mỹ cho biết nguy cơ quá tải hệ thống y tế ở Mỹ là rất thấp, do đó có thể nới lỏng quy định đeo khẩu trang và các biện pháp hạn chế khác. Đến nay, Hầu hết các bang và thành phố của Mỹ đã hủy bỏ hoặc thông báo kế hoạch hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cộng đồng cho rằng, giới chức Mỹ nên tận dụng quãng thời gian đại dịch tạm lắng để chuẩn bị cho phương án đối phó với những đợt lây nhiễm có thể bùng phát trong tương lai. Trong khi đó, trang thống kê trực tuyến worldmaster.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng ngày hôm nay cho thấy, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.129.374 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 447.621.777 ca. Trong đó 6.025.009 ca tử vong và 381.094.570 ca đã được chữa khỏi. Châu Âu là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới, tiếp theo là châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương là hai khu vực có số ca mắc ít nhất. Tại châu Á, một số nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia và Campuchia, nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại. Tại đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia, dịch vụ cấp visa khi đến sẽ được nối lại kể từ ngày 7 tháng 3 cho khách du lịch từ hai ba quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, Malaysia đã sẵn sàng mở cửa trở lại biên giới, đặc biệt là trong việc tiếp nhận du khách nước ngoài. Còn tại Campuchia, Thủ tướng Samdek Techo Hun Sen ngày hôm qua tuyên bố sẽ tổ chức Tết cổ truyền của người Khmer năm 2022 bình thường theo truyền thống. Theo lịch, Tết cổ truyền của người Campuchia năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 4. Cùng ngày, Campuchia bắt đầu triển khai chính sách cấp miễn phí thuốc kháng virus Monopiravir cho các nhân viên y tế tuyến đầu mắc COVID-19 nhưng có triệu chứng nhẹ và được điều trị tại nhà tại Châu Phi. Hội đồng Kinh doanh Du lịch Nam Phi đang kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR COVID-19 đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ có ý định nhập cảnh vào đất nước này nhằm kích thích nền công nghiệp không khói. Năm yếu tố quyết định COVID-19 là bệnh lưu hành Thưa quý vị, số ca nhiễm, tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ tử vong, các cụm dịch bùng phát và nồng độ virus trong mẫu nước thải là những yếu tố quyết định liệu COVID có thành mầm bệnh lưu hành, theo chuyên gia nhiều nước đang chuyển sang giai đoạn sống chung với COVID-19 với chiến lược tiếp cận virus như một mầm bệnh thông thường. Theo đó, một bệnh dịch được coi là bệnh thông thường, còn gọi là bệnh đặc hữu, khi nó lưu hành ổn định cho cộng đồng, có thể dự đoán được số lượng ca nhiễm ở mỗi thời điểm nhất định. Đây là tín hiệu lạc quan, song các chuyên gia cho rằng giới chức nên thực hiện điều này một cách thận trọng. Khi chúng ta tiến tới kịch bản kiểm soát được COVID-19, việc đánh giá những thay đổi của virus trong thực tế và tác động của nó với cộng đồng là vô cùng quan trọng. Bởi ai cũng hiểu virus này khó lường đến mức nào. Tiến sĩ Trung tâm điều trị ngoại trú Martin Luther King ở Los Angeles nhận định, các chuyên gia nêu ra 5 yếu tố quyết định một đại dịch trở thành mầm bệnh lưu hành. Yếu tố đầu tiên là số ca nhiễm trong cộng đồng. Con số sẽ thay đổi tại mỗi khu vực khác nhau. Tại Los Angeles, giới chức y tế công cộng đã phát triển hệ thống cảnh báo mức độ nguy hiểm của virus. Theo đó, nếu số ca mắc mới là dưới 200 trên 100.000 dân, mức độ rủi ro vẫn thấp tiêm chủng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát ca nhiễm. Song đây không phải cách duy nhất để đạt được ngưỡng an toàn. Hầu hết người từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch với virus ở mức độ nhất định. Theo ước tính của các chuyên gia, khoảng 73% người Mỹ đã có miễn dịch với Omicron. Tỷ lệ này có thể tăng lên mức 80% vào giữa tháng 3. Đây là điều kiện thuận lợi để nước này bước vào giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu khi cộng đồng có miễn dịch cả từ vaccine và nhiễm bệnh tự nhiên yếu tố tiếp theo là tỷ lệ nhập viện của các ca F0. Theo các nhà khoa học, nếu số ca nhập viện tiếp tục giảm ổn định, COVID-19 có thể được coi là mầm bệnh lưu hành. Gần đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC chuyển hướng thống kê sang số ca nhập viện và tử vong. Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi số ca nhiễm ở mức thấp, số ca nhập viện cao cho thấy virus đã đột biến, nguy cơ lây lan dịch tăng lên nhanh chóng. Ngược lại, nếu số ca nhiễm cao nhưng lượng người nhập viện thấp, dịch bệnh có thể đã chuyển sang trạng thái ít nghiêm trọng hơn. giai đoạn mới của dịch bệnh đòi hỏi điều chỉnh lại các chỉ số đánh giá tác động thực sự của virus lên cộng đồng. tiến sĩ john brosten giám đốc đổi mới tại bệnh viện trẻ em boston nhận định. theo ông, số ca chuyển nặng, số người nhập viện tiếp tục là chỉ số đáng tin cậy để người dân và chuyên gia đánh giá dịch bệnh. dù không phải thông số cập nhật nhanh nhất, năng lực bệnh viện cũng sẽ phản ứng mức rủi ro của dịch trong cộng đồng là tiền đề để cân nhắc nới lỏng biện pháp hạn chế. ông nói thêm. Theo Jody Guest, chuyên gia dịch tễ Đại học Emory, thước đo khác cho mức độ nghiêm trọng của virus là tỷ lệ tử vong. Bà cho biết, với quy mô dân số của Mỹ, nếu lượng người chết vì COVID-19 mỗi ngày dưới 100, virus đã đến giai đoạn lưu hành. Song các chuyên gia vẫn cần theo dõi biến chủng và vùng dịch cụ thể, bởi tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng khác nhau ở từng khu vực. Các chuyên gia Mỹ còn sử dụng mẫu nước thải để biết độ nghiêm trọng của dịch bệnh cho cộng đồng. Trên thực tế, theo dữ liệu từ hệ thống giám sát nước thải quốc gia của CDC, 70% cơ sở nước thải phát hiện nồng độ virus giảm so với 2 tuần trước. Đây là dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm nCoV đang giảm. Các mẫu nước thải đặc biệt quan trọng bởi các f không thải ra virus nhiều trong giai đoạn đầu lây nhiễm. Như vậy, các địa phương có thể xác định tỷ lệ lây nhiễm tăng hay giảm ngay cả khi người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Yếu tố cuối cùng để xác định COVID-19 có phải mầm bệnh lưu hành không là các cụm dịch bùng phát. Theo tiến sĩ Jay Berhat, phóng viên y tế ABC News giới chức y tế cần khoanh vùng các cụm dịch trong trường học, nơi làm việc. Đây là những nơi biểu hiện mức độ gia tăng của dịch bệnh. Theo tiến sĩ Berhard, khi COVID-19 chuyển dần sang giai đoạn lưu hành, nhiều người sẽ lầm tưởng dịch bệnh đã lùi xa. Song ông nhận định tình hình tại mỗi khu vực rất khác nhau. Thụy Điển hồi đầu năm nay đã tuyên bố thoát đại dịch. Ca nhiễm nước này giảm mạnh. Hiện 73% dân số Thụy Điển đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của Đại học John Hopkins. Song tại châu Phi, khoảng 19% dân số được tiêm ít nhất một liều vaccine, chỉ 6,2% đã tiêm đủ hai liều. Cư dân của các quốc gia sẽ đối mặt với những kịch bản COVID-19 khác nhau trong vòng 2 tháng tới. Tiến sĩ Nakashi cảnh báo, tác động của virus không cân xứng giữa các khu vực, các cộng đồng thiểu số và người dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, số ca nhiễm giảm không có nghĩa người dân nên buông lỏng cảnh giác, gạt bỏ hoàn toàn những biện pháp chống dịch đơn giản và hiệu quả như đeo khẩu trang, rửa tay và tiêm chủng tăng cường tiến sĩ đến từ trường y tế công cộng của Đại học Pro cho biết, chúng ta đang trong giai đoạn dịch lưu hành khi các ca cá nhiễm, nhập viện và tử vong đạt đến trạng thái ổn định. Tuy nhiên, hãy nhớ bệnh lưu hành khác với bệnh không nguy hiểm. Gần 240 điểm tiêm vaccine ở Bình Dương phải mở cửa đến 22 giờ đêm, kể cả ngày nghỉ. Thưa quý vị, xác định vaccine là lá chắn an toàn để phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Bình Dương đề nghị ngành y tế phải thân tốc bao phủ vaccine cho người dân, qua các điểm tiêm cố định, Bình Dương đề nghị lực lượng y tế phải thực hiện trên tinh thần đi từng nhà, ra từng người để tiêm vaccine. Khoảng 237 điểm tiêm vaccine được bố trí làm việc đến 22 giờ đêm, kể cả ngày nghỉ. Ngày hôm nay, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh võ Văn Minh vừa có cuộc họp với các đơn vị địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, ông Minh nhấn mạnh việc người dân được tiêm vaccine có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng chống dịch điều này được minh chứng trong thời gian qua, mặc dù địa phương ghi nhận ca mắc covid-19 nhưng hầu hết không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Đặc biệt tỷ lệ f0 tử vong trong thời gian qua rất thấp, riêng tuần qua Bình Dương không ghi nhận ca tử vong. Từ tín hiệu tích cực trên, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương phối hợp ngành y tế thần tốc tổ chức tiêm vaccine bao phủ trên tinh thần đi từng nhà, giả từng người. Mỗi địa phương thành lập nhóm gia lô, bí thư, chủ tịch cấp huyện thị xã, thành phố là thành viên cập nhật, theo dõi tiến độ tiêm chủng và báo cáo hàng ngày số liệu tiêm chủng cho Ban chỉ đạo tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chỉ đạo, hiện có 237 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phải mở cửa đến 22 giờ đêm, không nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài các điểm tiêm cố định, mỗi địa phương phải tổ chức từ 1 đến 2 điểm tiêm lưu động để vận động người dân ra tiêm vaccine.

mũi 2 là 156.208 liều. Bình Dương quyết tâm đến cuối tháng 3 này, bao phủ vaccine 3 liều cho người dân để tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tính đến nay, Bình Dương chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc COVID-19 tử vong. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tới đây, nên xem dịch COVID-19 như một bệnh thông thường khác, theo đó, người dân nào mắc COVID-19 có thể đến điều trị chuyên khoa được hưởng chính sách bảo hiểm y tế hoặc dịch vụ theo yêu cầu. Theo ông Hiếu, việc xem COVID-19 là bệnh thông thường, ngành chức năng và y tế sẽ tập trung nhân lực, vật tư đủ khả năng đáp ứng chuyên sâu, hiệu quả về chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Trẻ nhỏ có cần đi khám hậu COVID-19? Thưa quý vị, hầu hết các trẻ mắc COVID-19 đều nhẹ và phục hồi nhanh hơn người lớn. Tuy nhiên, một số ít trẻ vẫn bị tình trạng hậu COVID-19 từ nhẹ đến nặng, nhất là hội chứng viêm đa hệ thống. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hậu COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là những dấu hiệu như triệu chứng của người mắc COVID-19 có thể kéo dài hoặc xuất hiện những triệu chứng mới. Về căn nguyên của vấn đề này có thể liên quan đến virus, độc tố của virus cũng như tình trạng virus còn tồn tại ở trong cơ thể. Ngoài ra, còn do chu trình hóa học bị ảnh hưởng, do biểu hiện của vấn đề đáp ứng miễn dịch biểu hiện của hậu COVID-19 với những trẻ có tiền sử đã mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với người mắc COVID-19, sống trong vùng dịch thường xảy ra như sau. Sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh, nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc. Một số bị ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung tư tưởng và rối loạn giấc ngủ hay các rối loạn tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy. Các biệt có thể gặp dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp. Nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị đúng kịp thời thì diễn tiến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt. Chính vì vậy các bác sĩ khuyến cáo với trẻ từng mắc COVID-19 hoặc nghi ngờ có nhiều trẻ mắc COVID-19 nhưng không được phát hiện, các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ âm tính từ 2 đến 6 tuần nếu có biểu hiện như trên cần cho trẻ đi khám điều trị sớm. Hiện nay chúng ta đã có những đơn vị thăm khám hậu COVID-19. Người bệnh sau mắc COVID-19 vài tuần, vài tháng khi xuất hiện những triệu chứng bất thường thì cần đi khám để chẩn đoán điều trị. Riêng với trẻ em, hậu COVID-19 có thể xuất hiện hội chứng viêm đa hệ thống, tổn thương đến tim, phổi, thận, mạch máu. Vì vậy, khi các cháu xuất hiện những tình trạng như đỏ da, khó thở, mệt mỏi, thì phải đưa con đi khám xem có mắc hội chứng viêm đa hệ thống hay không. Phó giáo sư Điển nhấn mạnh, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, vừa qua đã ghi nhận những trẻ đến khám hậu COVID-19, phổ biến là những bé đã khỏi bệnh nhưng tình trạng ho vẫn dài dẳng. Mới đây, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Gần 2 tháng sau khi khỏi COVID-19, trẻ sốt cao trên 39 độ kèm co giật. Trẻ nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt cao liên tục, sốt rét run, hò, chảy nước mũi, nôn, mắt phù nề, viêm kết mạc. Hiện tại, hậu COVID-19 vẫn là vấn đề còn mới và cần nghiên cứu thêm. Do đó có thể còn nhiều thay đổi với các triệu chứng, cách theo dõi, phát đồ điều trị bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, những thông tin về tình hình dịch COVID-19 vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình đến cho quý vị và các bạn. Để, để lùi dịch bệnh, kính mong quý vị và các bạn cùng thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế để bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng. Để xây dựng và phát triển, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.